đây là cái setup để mình chỉ cho mọi người cách setup như thế nào cho nó đúng cách không? Ok, trước hết khi mình sử dụng cái chỉ báo như là stop loss thì cái này mình chỉ sử dụng áp dụng cho 5 phút 15 phút trở lên thôi. Ok, nếu mà mình sử dụng trở xuống thì mình phải thay đổi thông số, nhưng mà sometimes cái này nó sẽ không có chính xác. Ok, tại vì nó sẽ chạy theo percent, nhưng mà thường ở trong khoảng cái time frame nhỏ nó sẽ không đủ được dao động trong khoảng là 10 15%. Cho nên nếu mà nó không có dao động khoảng 10 hoặc tới 15% á thì cái này nó sẽ nằm yên một chỗ, nó không có thay đổi. Ok. Ok. So, trước hết mình sẽ không dùng cái này ha. Ok, mình sẽ không dùng cái này, mình sẽ turn off cái này đi. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái công thức, nếu mà trong trường hợp các anh chị em chơi funding. Ok, nếu mà mình dùng sử dụng 1 phút. Ok. Trong trường hợp anh chị em chơi funding, anh chị em sử dụng 1 phút, giống như bản thân mình. Sometimes là khi cái thị trường mà nó đi sideways, mình trade cái time frame lớn giống như 5 phút hay là 2 phút, 3 phút, nhiều người rất là rủi ro. Tại vì cái cách dao động của nó overall và nó không có cái độ chính xác. Và khi mình make entry nó không có cái điểm entry, cho nên khi mình vừa vào entry mình bị dính stop loss. Mà khi những cái sóng overall mà nó xảy ra hiện tượng nhiều quá, mình bị dính stop loss nhiều quá thì là mình sẽ bị mất cái drawdown. Ok. So, cái cách để mà mình khắc phục được thì em cũng trade funding, cho nên em gặp những vấn đề này rất là nhiều. Cho nên đó là lý do tại sao em mới nghiên cứu, em tạo ra một cái setup để dành trade penny hoặc là funding. Tại vì những cái sóng penny stock, even forex hay là funding, là nó thường happen những cái sóng overall rất là nhiều. Những cái sóng đó là rất là khó đoán cái xu hướng. Ok. Ok. Sau đây là em sẽ hướng dẫn cho các anh chị em setup ha. Ok. Mình vào cái CAT chart. Ở trong phần CAT chart á, thì mình sẽ thay đổi nó thành là 15 giây. Ok. And 30 giây. Ok. Đây là mình trade những cái sóng nhỏ, nhưng mà mình vẫn sử dụng cái time frame 1 phút. Ok. Thì khi mình sử dụng như vậy á, thì là nó sẽ hiển thị ra rõ cái điểm nào là cái điểm retest và cái điểm nào là cái điểm mà mình support và cái điểm nào là điểm backtest. Ok. Hình dung thì ở cái đường màu tím và đường màu xanh này nó là đường backtest, nhưng nó cũng có thể là mình sử dụng như là đường resistance hoặc là đường support. Ok, hoặc là cái điểm mà mình có thể mình xác định được điểm đó là điểm reversal. Ok, khi mình trade 1 phút thì là mình sẽ không có setup 1 phút mà mình sẽ setup những cái sóng mà nó có thể nó xảy ra, nó diễn ra trong những cái khung thời gian nhỏ hơn, nếu trong khi đó là mình đang quan sát là trong khung 1 phút đó. Trong trường hợp đổi qua 2 phút. Ok. Thì nó sẽ hiển thị khác nhau. Giống như trong trường hợp mình muốn make entry nè. Ví dụ mình try to make entry, tại vì mình try to make a support. Có thể là mình đợi nó break cái chain up character, mình make entry ra, nhưng mà mình lại bị gặp những cái sóng overall. Cho nên là khi mình sử dụng cái đường backtest này để nó hỗ trợ cho mình tránh những cái mức sóng là nó web thanh khoản. Ok. Sau đây là mình sẽ sử dụng thêm một cái thuật toán ở trong đây ha. Ok. Ok. Khi mình setup như vậy á thì là ở trong cái biểu đồ của mình á, nó sẽ có những cái điểm mà có thể nó tìm được cái điểm entry cho mình.
là ý em nói là tìm được cái điểm giống như là mình có thể là khi mình make entry là mình sẽ biết mình set cái stop ở đâu để mình quản lý rủi ro. Giống như trường hợp này em turn on cái đó lên đó. Thì trong trường hợp nếu em lấy cái sóng buy signal em make entry theo cái signal này right, thì khi em đi lên nó dựng gớt về, trong khi đó cái stop em nạp lớp anh nạp cái stop loss em nằm đây, em không giờ nên nó gớt về em dựng đi stop loss đúng không? Nếu em re-entry lại một lần nữa thì mọi người thấy nè đó, có khả năng ok em make entry đây, đây là cái điểm stop loss của em đó. Even nếu em make entry ở đây thì đây là cái điểm stop loss của em đó. Khi em áp dụng cái kỹ thuật này ở trong cái time frame thì đây là những cái cách mà mình trade funding hoặc là forex hoặc là mình trade penny stock chẳng hạn đó, thì là mình sẽ áp dụng cái kỹ thuật này để mình biết là cái đoạn nào để mình exit ra, cái đoạn nào để mình vào lệnh, và cái trend nào ở cái nến nào mình sẽ set cái stop loss để đảm bảo được cái rủi ro của mình. Em thì cũng bị khi em trade funding hay là even em trade forex hay là em trade penny stock em vẫn bị những cái lỗi này, tức là khi mà cái thanh khoản nó quá nhỏ và nó overgrow nhiều quá, và mình thường trade ở trong khung 5 phút, khi mình chuyển đổi qua mình sẽ quên đi những cái lý thuyết cơ bản đó, tại vì khi sóng overgrow nhiều quá mình sẽ không thể nào mình áp dụng cái lý thuyết cơ bản để mà mình trade được. Đó là lý do là mình phải nhận diện được cái sóng là nó đang là cái momentum hay là sóng overgrow sideways. Khi mà nó sideways thì mình chuyển qua cái time frame khung nhỏ 1 phút cũng được, 2 phút cũng được, sau đó là mình sẽ set up cái back test để mà nó phân cấp cho mình, để mình khi mình make entry mình vào mình có thể mình quản lý rủi ro tốt hơn. Nếu mà mình không có setup như vậy á thì cái quản lý rủi ro của mình nó sẽ bị lỗi rất là cao. Đó là lý do em cố gắng để em sweep và em cool nó để mà tránh những cái tình huống rủi ro. Cái này á, là kinh nghiệm khi mình trade từ những cái time frame lớn mình trở thành một cái thói quen, nhưng mà khi mình bắt đầu chuyển qua mình trade funding hay qua forex hay là penny stock thì những cái kỹ thuật mà mình trade stock ấy, nó hoàn toàn khác với khi mình trade funding hoặc là mình trade penny stock hay là mình trade forex, nó hoàn toàn khác rất là nhiều. Cho nên đó là lý do khi mình chuyển qua trade những funding hay là penny stock đó. Hay là mình trade Bitcoin chẳng hạn thì em sẽ thường là em sẽ đổi qua những cái time frame càng nhỏ càng tốt, và khi em đổi qua thì em sẽ set up cái back test ở trong cái khung thời gian nhỏ để mà khi nó hiển thị ra em biết là cái giá nó sẽ hit về đâu, nó sẽ có khả năng nó reversal giống như trong trường hợp nó đi về đây nè, thì ở đây là cái dùng retest thì khả năng em sẽ thoát lệnh đây, em sẽ không có giữ lệnh để tránh cái trường hợp bị mất cái drawdown. Ok, mình bị dính stop loss nhiều quá mình cũng thua nữa. Đó là lý do tại sao đó là lý do tại sao mà mình phải thay đổi cái chiến lược. Ok. Đây là cái phần mà mình sử dụng cái phần CIT back test. Ok, và momentum mình kết hợp lại, trong khi đó mình vẫn phải có sử dụng RSI này để mình biết cái sóng đi như thế nào. Trong trường hợp khi mình thấy cái RSI nó hiện lên nè, là something nó có những cái lý do mà nó hiển thị ở đây, thì đây là cái dùng retest đó. Khi mà mình thấy không, cái dùng giá đi lên đây mình thấy cái dùng retest nó hiện lên nè đó, thì mình thấy cái RSI đó là lý do mình sẽ xác minh được cái trend đó nó như thế nào để mình thoát lệnh ra. Đó là lý do khi mình thấy cái RSI nó over oversold hay là overbought mình sẽ không biết tại sao, lý do tại sao nó lại có cái signal này, vì ở trong cái trend đó có khả năng là 1 phút, 2 phút hay là 30 giây, 15 giây gì đó, nó tạo ra cái hiệu ứng là oversold, thì khả năng khi nó đạt tới cái vùng giá đó thì nó sẽ không tiếp tục đi nữa, thì nó sẽ có khả năng nó gớt. Đó là lý do cho nên khi mình tạo dựng ra một cái setup thì mình cũng dựa trên cái kinh nghiệm và cái kiến thức của mình để mình create ra những cái lỗi mà mình mắc phải rất là nhiều trong cái thị trường chứng khoán này, và mình đem những cái lỗi đó mình kết hợp lại là những cái kinh nghiệm mà mình có được
mình tích lũy được trong cái thời gian qua để mình create ra một cái setup như thế này để mà khắc phục được cái trở ngại mình thường gặp mỗi ngày. Ok, so cho nên là khi các anh chị em setup như vậy nè, đó thì mình sẽ biết được là cái sóng này nó đang là sóng overboard, thấy không? Đó, nếu mà mình không có setup cái này, mình không có cái setup này nè, trường hợp ha, nếu mình không có setup này thì mình chỉ thấy cái giá nó đi lên. Không, giống như trường hợp mình sẽ thường thường gặp là mình thấy cái sóng đi lên như vậy, xuống như vậy, rồi đi lên này nó above cái view line, sau đó nó đẩy lên đây cao, cái tự nhiên mình thấy ô nó đẩy lên cao quá, cái một lát rồi nó đi sideways để nó gớt xuống, nhưng mà mình không hiểu được cái lý do tại sao những cái đường này đi. Rồi sau đó trường hợp mình có những cái signal như này, nó retest nó hiện lên đó, mình cũng không hiểu lý do tại sao nó hiện lên đó, thì mình không biết làm sao để mình quản lý. Rồi mình tiếp tục mình hold, đó là lý do khi mình tiếp tục mình hold là nó sẽ dẫn đến cái rủi ro. Ok, cho nên khi mình setup cái phần này, mình sẽ hiểu được cái lý do tại sao cái dùng OSI nó chạy lên nó cao đó, mình sẽ hiểu được cái lý do tại sao. Và khi mình hiểu được lý do tại sao thì là mình sẽ quản lý rủi ro nó sẽ tốt hơn. Ok, em trade funding, em trade stock, em trade option, em trade penny stock, em trade forex, thường là nó gặp những cái lỗi này mà cũng được đặt ra những cái lý do là tại sao mình khi mình thấy cái sóng OSI lên như vậy nè, mình không hiểu như thế nào, rồi sometimes mình nói ô có khả năng là finish cái này rồi 2 phút 3 phút rồi, bắt đầu mình chuyển cái time frame, có thể dù mình chuyển cái time frame lớn hơn để mình nhìn ok, à cái sóng kia nó mạnh đó, 5 phút nó ok, 5 phút nó còn đi được nữa chẳng hạn, thí dụ như vậy đó. Nhưng khi các anh chị em có một cái setup này thì mình vẫn ở yên cả trong cái time frame nhỏ, nhưng mình vẫn quan sát được những cái time frame lớn và mình sẽ biết được lý do tại sao những cái sóng mà nó đi xuống đây, nó đi lên rồi đi lên lại ngược lại. Mình sẽ không quan tâm nữa ở những cái điểm đó, mình chỉ quan tâm ở điểm này và điểm này. Khi mình thấy cái retest nó hiện lên thì cái dùng backtest nó hiện ra thì là đây mình biết là cái dọc sóng này nó đã cao rồi, cho nên khả năng nó sẽ không có đạt được kỳ vọng nữa, cho nên khả năng ở chỗ này là mình có thể mình CB, mình thoát ra. Ok, hoặc là mình sẽ mua cái trial stop loss lên. Ok, hoặc là mình sẽ mua cái trial stop loss lên. Đó, rồi để cho nó có phá được cái vùng giá này để nó tiếp tục đi về cái vùng giá backtest này hay không. Nếu trong trường hợp mà nó đi không nổi nữa thì có khả năng đây là cái điểm nó sẽ gớt. Và khi nó gớt về, nó sẽ về đâu trước? Đó, thì mình nhìn ở đây. Ở đây nó có những cái sóng backtest là 1, 2, 3, 4. Thì là cái sóng này á, là mình gọi là sóng overall. Khi nó hết, nó hit về xong cái nó bao sợi, nó hit về đây, nó bao sợi, nó hit về, nó bao sợi, nó hit về, nó bao sợi, nó hit về đây, nó bao sợi. Nếu như mà mình trade funding, trường hợp đó là mình sẽ bị dính stop loss rất là nhiều, hoặc là mình sẽ bị dính cho đao, ok, hoặc là mình vừa entry vừa nó dội ngược lại. Đó, đó là lý do khi mình sử dụng cái setup này mình sẽ khắc phục được những cái hiện tượng như vậy, những cái hiện tượng mà anh chị em sẽ gặp phải, em biết là cả bản thân em gặp thường ngày luôn đó, và anh chị chắc chắn sẽ gặp giống như em. Cho nên khi mình sẽ đưa ra cái setup này như vậy là mình sẽ biết những cái sóng mà khi nó bị giật á, ví dụ nó trường hợp nó gớt xong cái chạm gì nó giật lên cái nước gớt gì đây, nó chạm giật lên ngược cái nó gớt gì đây này, chạm giật lên được, thì giống như trường hợp vậy ha. Trường hợp em đem một cái example, ok, ok em make một cái example đây đó, giống như nó gớt gì nè, cái nó giật lên, cái nó gớt gì đây, cái nó giật mạnh lên đây, cái nó gớt gì đây, cái nó giật mạnh lên đây, xong cái nó gớt gì đây, cái nó giật mạnh lên đây, cái nó gớt gì đây, cái nó giật mạnh lên đây. Là thường là mình sẽ gặp những cái sóng như thế này. Ok, thì khi mình gặp những cái sóng như thế này, cho dù mình đoán được cái xu hướng nó giảm, đúng không, là cho dù mình đoán được cái xu hướng nó giảm, nhưng mà khi mình vào lệnh mình vẫn bị dính stop loss và những cái sóng này nó rất là cho mình dễ bị FOMO. Ok, bản thân em cũng thường gặp như vậy, cho nên đó là lý do em phải build ra một cái khúc để làm sao mình biết được những cái dùng giá backtest nó nằm ở đâu.
ở trong cái time frame nào. Khi mình sử dụng time frame 2 phút thì mình sẽ sử dụng time frame nhỏ nào để mà mình khắc phục cái điểm đó. Thí dụ trường hợp mình sử dụng 2 phút, 5 phút thì mình phải set up như thế nào để mà mình tìm ra những cái điểm nhỏ, những cái điểm mà sống mà nó bắt test nó hay giật á. Nếu mình train 5 phút, 15 phút hay là 1 tiếng thì mình sẽ set một cái time frame nó đi chung với nhau, at least phải là 3 cái time frame để mình khắc phục được những cái sóng mà nó đi nó cái sóng gọi là sóng mà quét thanh phản á, mình thường gọi là sóng quét thanh phản thanh khoản á, thì là đây là những cái sóng nó thường diễn ra. Cho nên nếu mà mình có một cái setup nè, mình understand những cái setup, giống như trường hợp em sử dụng 1 phút 2 phút thì em vẫn tìm cái độ quét thanh phản nó ở cái thông số 15 phút 30 giây chẳng hạn, 15 giây hoặc 30 giây. Nếu em sử dụng như ok, nếu em sử dụng là 5 phút. Ok, thì bây giờ là cái sóng của nó đang bị test ở đây. Nếu mà nó phá được vừa cái vùng giá này thì đây là cái gap của nó có khả năng là nó đi lên đây. Ok, thì đây là cái 30 giây. Đúng không? Mình đang ở trong cái time frame nhỏ. Thì bây giờ nếu mà mình muốn đổi là mình 5 phút thì mình muốn đổi là cái time frame lớn hơn nữa thì bắt buộc thì mình sẽ đổi là 30 giây. Sau đó mình sẽ đổi là 1 phút. Ok. Hoặc là mình sẽ thay đổi là 2 phút. Ok, tại vì mình đang ở trong 5 phút thì mình sẽ tìm được những cái sóng quan trọng đấy chưa. Khi mình đang ở trong cái 5 phút thì mình xét như vậy thì mình sẽ biết được là những cái vùng giá kế tiếp nó sẽ đi như thế nào. Thì ví dụ nó phải finish cái vùng cái sóng 30 giây nè, cái backtest 30 giây nè. Khi mà nó phá được cái vùng backtest 30 giây thì là đây là cái backtest của 2 phút. Đó, mà nếu nó phá được backtest 2 phút thì mình đang ở trong cái time frame 2 phút thì đây là cái sóng cuối cùng. Đó. Thì cái video này em sẽ hướng dẫn cho mọi người để mà mình hiểu được cái sóng và cái điểm backtest của từng giây, từng phút nó nằm ở đâu. Khi mình check cái time frame nào là mình biết cái điểm nào mình nên ngừng. Ví dụ bây giờ mình đang ở trong 5 phút thì mình biết là cái vùng cao nhất của 5 phút nó sẽ nằm là 20:14. Đây là cái vùng 5 phút, còn đây là của 2 phút, đúng không? Thì mình sẽ biết là cái phần 2 phút này có là cái vùng cái trend để mà tiếp tục nó đi lên nữa hay không. Thì đây là cái backtest của 2 phút nó nằm ở đây. Đó, thì mình đang chơi 5 phút nè, thì mình biết là cái xu hướng của 5 phút nó sẽ đi như thế nào. Đó, trong trường hợp nếu mà mình chơi 15 phút. Ok, trong trường hợp nếu mà mình chơi 15 phút thì cái setup của mình sẽ thay đổi là 2 phút và 5 phút. Ok. Đó, 2 phút và 5 phút. Thì là mình sẽ biết cái sóng kế tiếp nó sẽ đi tới đâu. Nó đi tới đây rồi xong nó đi tới đây. Ok, trong trường hợp mình trade 1 tiếng. Ok, trong trường hợp mình trade 1 tiếng thì là mình phải set up là 5 và 15. Ok, tại vì những cái time frame nó đi chung với nhau thì cái phần này nó sẽ diễn, nó phân tích cho mình. Đó, để mình biết là cái sóng kế tiếp nó đi thế nào. Thì ok, ví dụ trường hợp ngày mai ha, cái giá lên tới đây màu hồng nè, đây là cái vùng backtest bữa nay thứ hai nè và thứ sáu nè. Ok, nó khả năng nó quay về đây. Mà nếu mà cái giá này nó above cái vùng CAT thì xu hướng này có khả năng đi tiếp. Còn nếu nó bị reject thì đây là cái sóng của ngày mai Tuesday nè, là mình có cái sóng 5 phút ở buổi sáng thì nó gơ vào 5 phút thì là nó sẽ dao động khoảng 15 phút ở đây. Ok, 15 phút trước 15 phút nó sẽ gớt ở đây. Sau đó là mình đang sử dụng cái tham vào 1 tiếng, sau đó là mình có là 15 phút đầu hoặc nửa tiếng đầu là nó sẽ gớt về đây. Sau đó là mình sẽ có khoảng 1 tiếng. Ok, 1 tiếng nữa tức là khoảng 2 tiếng thì nó sẽ gớt về đây. Ok, cho nên khả năng là đây là cái sóng của 10 giờ và đây là cái sóng của 11 giờ. Đó, cho nên là khi mình sử dụng như vậy thì mình sẽ biết là nếu trong trường hợp mình short thì điểm nào để mình make entry, thì đây là điểm mình make entry. Và điểm mình nào là mình exit ra, đây là điểm mình exit ra. Nếu mà mình đánh option hoặc mình đánh stock chẳng hạn thì là mình biết điểm nào mình mua vào. Trong trường hợp nó gớt gì đây, mình đánh option ha, thì nó gớt về đây là
khoảng 10 giờ 15, 10 giờ 20 chẳng hạn. Còn đây là khoảng 11 giờ. Đây là trường hợp nếu sóng gớt mạnh ha. Còn nếu mà nó gớt về đây khoảng 10 giờ rưỡi mà nó gớt về đây thì cái sóng này vẫn tiếp tục sideways. Ok, khả năng là 11 giờ gớt hoặc là cuối giờ nó gớt thì đây là cái vùng giá cuối cùng, thì có thể là mình make entry để mình mua cho cái ngày những ngày kế tiếp theo. Đó, trong trường hợp mình trade 2 ngày. Trong trường hợp mình trade 2 ngày á. Ok, mình trade 2 ngày thì mình sẽ tăng lên. Mình sẽ tăng cái 15 phút. Là 30 phút. Ok, là mình sẽ biết cái sóng trong trường hợp mà xu hướng nó giảm là nó sẽ về đâu. Ok, tức là đây là nếu xu hướng giảm nó sẽ gớp về đây. Ok. Ok, sau đây khi mình có một cái setup như vậy rồi, mình không có biết xu hướng tăng nó đi như thế nào. Đấy. Thì mình sẽ áp dụng kỹ thuật này. Ok, mình áp dụng kỹ thuật này để mà nó đo xu hướng cho mình. Thì bây giờ mình đang ở 2 tiếng. Đúng không? Thì mình quay về lại 1 tiếng. Ok, thì mình đã biết được là dùng giá cao nhất nó vẫn còn cái TP3 nó nằm ở đây. Ok, mình đo. Thì bây giờ mình trở về 2 tiếng. Ok, thì mình đã biết cái dùng giá của 2 tiếng ngày cao nhất là nó sẽ nằm ở đây. Right. Thì bây giờ mình muốn biết cái xu hướng kế tiếp của nó. Ok, là cái dùng cao nhất của nó. Thì bây giờ mình đã 2 tiếng đúng không? Thì bắt đầu là mình đã tìm được những cái dùng như là dùng quan trọng ha. Là có khả năng nó quay về nè. Ok, thì mình đã tìm được những dùng giá này. Thì bây giờ mình gạch nó ra. Bây giờ mình sẽ thay đổi. Ok, thay đổi. Hai tiếng và 15 phút. Rồi, actually là tiếng và 15 phút. Ok, thì mình sẽ biết được là cái sóng mình đang nằm ở đâu. Ok, rồi sau đó mình sẽ tìm những cái sóng cao nhất của nó. Ok, rồi mình chỉnh là 2 tiếng và 4 tiếng. Ok, rồi mình coi có cái sóng nào đây không. Đó, thì là mình biết cái sóng thấp nhất của nó, cái khả năng nó gớt về, nó nằm về về đây trước. Về đây là mình thấy được nó có hai sóng nè. Nếu trong trường hợp là xu hướng giảm thì là mình biết là nó sẽ về đây trước. Sau đó dùng giá thấp kế tiếp nữa, thấp thì nếu mà trong thị trường nó quá xấu thì đây là có khả năng nó sẽ gớt về đây nữa. Ok. So, bây giờ ở 2 tiếng mình không thấy gì hết thì mình chuyển qua 4 tiếng mình coi nó có cái gì thay đổi 4 tiếng không. Ok. Ở trong 4 tiếng nó có nè. Ok. Thì đây là cái signal của 4 tiếng. Ok, ở 4 tiếng nó có. Ok, thì bây giờ mình đã thấy được là ok, cái này là 4 tiếng nè. Ok, xu hướng 4 tiếng thì khả năng nó còn phải về đây một lần nữa. Thì ok, khả năng nó đi xuống đây. Đó thì là mình đã sẽ đoán được là trong trường hợp nếu mà ngày mai nó xấu nhất, giá thấp nhất, trong trường hợp nó gớt xuống thấp nhất thì nó sẽ gớt gì đây. Ok, sau đó có khả năng nó bao về đây lại. Đó, và có thể earning hoặc là report thì nó sẽ bị reject, khả năng rất cao nó sẽ bị reject, sau đó nó sẽ có xu hướng nó gớt về đây lại. Có xu hướng nó gớt về lại cái vùng nào này. Ok. Đó. Đây là cái mà mình có thể mình tính ra, mình vẽ ra cái TA, cái chart như thế nào. Ok. Thì cái công thức này mình áp dụng cho stock thì nó sẽ phù hợp hơn. Nếu mình áp dụng cho funding thì hơi khó, tại vì funding nó cái nó dao động mạnh, cho nên nhiều khi khi nó dao động mạnh quá là mình rất là dễ thua. Cho nên là khi mình đánh funding thì mình đánh từ cái time frame 5 phút trở xuống, 1 2 3 4 5, thì để mình quản lý cái funding thì nó sẽ cái rủi ro mình nó sẽ thấp hơn. Nếu mình đánh cái time frame lớn như là cái dao động nó mạnh, mình dễ thua, tại vì nhiều khi một cái nến gì á, mà nếu mà mình vào sai mình có thể mất 5.000. Cho nên là mình bắt buộc phải sử dụng cái time frame nhỏ. Even mình đánh penny stock cũng vậy, mình phải sử dụng cái time frame nhỏ. Ok, mình không nên sử dụng time frame lớn. Sau đây là cái phần video mà em hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng backtest và làm sao set cái time
set up cái time frame để mà find những cái điểm mà reversal hoặc là backtest, hay là những cái điểm mà nó quét thanh khoản, nó giật lên giật xuống. Đây là cái cách mình tìm được. Ok, rồi. Ok, em xin kết thúc cái phần video này.